trong những năm gần đây, tôi thường hay dạy các đồng tu. Tôi dạy bốn chữ: thành, kính, khiêm, hòa. Chân thành, cung kính, khiêm nhường, hòa mục. Hết thảy đều nhường cho người, sẽ không bị thiệt thòi. Việc học Phật ở trong Phật Pháp nó rất hay. Trước cầu tự độ, chưa thể độ mình mà muốn độ người, làm sao có chuyện này? Điều này ở trên kinh Phật thường nói. Những lời này có nghĩa là gì? Từ bản thân mình trước tiên phải học, không đòi hỏi người khác. Chúng ta phải lấy tâm chân thành mà đối xử với người, không cần người khác lấy tâm chân thành đối xử với ta. Vậy mà làm không được, nhất định phải làm được. Người khác dùng tâm giả dối đối với ta, ta phải dùng tâm chân thành đối với họ. Người khác dối gạt ta, ta thì không dối gạt họ. Vừa nghe được điều này thì mọi người cảm thấy như vậy thì không thể học Phật. Học Phật thì bị thiệt thòi quá lớn. Không sai, những người học Phật trước mắt thì bị thiệt thòi, nhưng tương lai thì được lợi ích rất lớn. Vì sao vậy? Vì bạn được đi đến thế giới cực lạc. Bạn cùng với Phật Bồ Tát là như nhau, có gì Phật Bồ Tát nào dối gạt người đâu. Không có cái đạo lý này. Chúng ta cùng với Phật Bồ Tát là như nhau. Nếu như bạn cũng muốn dối gạt người, có thiệt thòi một chút cũng không cam chịu, có một chút cũng không chịu nhẫn nhịn. Đây là dạng người nào? Đây là chúng sanh ở địa ngục. Sao bạn đi chung đường với họ được chứ? Những chân tướng sự thật này không thể không hiểu rõ. Bạn muốn ở bên cạnh Phật thì đối với chúng sanh trong sáu cõi thì phải luôn nhẫn nhịn. Chúng sanh trong sáu cõi rất đáng thương, không hiểu sự, không biết lý, nên làm điều sai quấy. Ba năm trước đây, chúng tôi ở nơi này, gặp phải một số trở ngại. Tôi có viết một câu đối: xứ nghịch cảnh tùy ác duyên, vô sân ghế. Một chút ý niệm sân hận cũng đều không có. Nghiệp chướng tận tiêu, đây là tiêu nghiệp chướng. Người khác hủy báng chúng ta, làm nhục chúng ta, thậm chí là làm hãm hại chúng ta, một chút tâm sân hận cũng không có. Ngược lại chúng ta còn phải cảm ơn họ. Vì sao vậy? Vì họ không sợ tạo nghiệp tội địa ngục, mà giúp ta tiêu nghiệp chướng. Nếu như chúng ta không cảm ơn họ thì làm sao có thể nói được chứ? Chúng ta phải cảm ơn họ, tri ân họ, hy vọng họ tạo cái nghiệp tội này thì quả báo có thể giảm nhẹ một chút. Thật sự là sẽ giảm nhẹ. Nếu như ta có tâm sân hận, ta có tâm báo thù, vậy là phiền phức lớn rồi, vậy là kết thành quả xấu rồi, là đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không bao giờ chấm dứt. Đó chính là nghiệp tội của địa ngục. Cho nên bản thân chúng ta phải tự độ cho chúng ta, cũng giảm nhẹ nghiệp tội của họ. Cả hai bên đều có lợi. Nếu như ta có tâm sân hận, có tâm báo thù, thì cả hai bên đều gặp nạn rồi. Bạn không hiểu được chân tướng sự thật thì bạn sẽ không trả được món nợ này. Sau khi hiểu được rồi
thì bạn sẽ chấp nhận trả nợ. Câu đối sau là xứ thuận cảnh tùy thiện duyên. Đây là gặp tất cả những điều thuận lợi rất là tốt, vô tham si. Điều này thì không thể khởi tâm tham, không thể ngu si, phước huệ toàn hiện. Bạn phải thật sự hiểu, phải thật sự làm. Tai nạn tiêu thì phước đến. Cho nên mọi việc phải khiêm tốn, phải nhẫn nhịn.